Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, bắt đầu từ hôm qua 27 tháng 8, Đà Nẵng bắt đầu cho hoạt động trở lại một số chợ truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân, nhưng phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chợ Hòa Mỹ, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu ban quản lý chợ và các tiểu thương phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K và các biện pháp phòng dịch khi chợ mở cửa hoạt động trở lại. Việc bán hàng phải theo đúng quy định của Sở Công Thương thành phố, không được tự ý bán hàng cho người dân mà phải thông qua ban điều hành tại khu dân cư. Đề nghị là các cái nguồn cung ấy bổ sung về để cho anh chị em người ta đi chợ có thể đáp ứng được và cố gắng làm sao đi càng ít lần càng tốt. Chứ không bây giờ rau xanh nhiều điểm thì bây giờ lại thừa. Đấy, mà ở những cái điểm này của mình thì nó lại đang thiếu. Còn anh em đi chợ thì cố gắng mình nắm được, kết nối được các cái điểm. Hiện nay thì trên địa bàn thành phố là có rất nhiều điểm cung ứng. Thì làm sao mình kết nối được một số các cái điểm mà hiện nay là đang có cái cung ứng tốt đấy. Đấy, sáng nay công an thành phố đã triển khai một số rau rất là tươi, thịt cá cũng tươi. Anh em có thể tìm kết nối hoặc để cung ứng cho bà con tốt. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị ban quản lý chợ sắp xếp gọn gàng các khu vực bán hàng, đảm bảo khoảng cách trong quá trình bán hàng. Đồng thời yêu cầu quản lý kiểm tra bình ổn giá, đảm bảo cung ứng đầy đủ cho người dân. Bí thư Nguyễn Văn Quảng cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ lên kế hoạch tiêm vaccine cho ban điều hành tại các tổ dân phố để đảm bảo an toàn phòng dịch cho các lực lượng đi chợ hộ và cung ứng phân phối lương thực thực phẩm tại các khu dân cư.